Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức thời tiết. Liệu rằng tối nay không biết là thành phố Hồ Chí Minh có còn xảy ra mưa ngập như hôm trước hay không thì câu hỏi này xin được gửi tới biên tập viên thời tiết Hương Liên ạ. Vâng, tính đến thời điểm này, tại thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận mưa ngập. Tuy nhiên, dông gió mạnh kèm theo mưa đã xảy ra. Tại trạm Tân Sơn Nhất, gió giật tới cấp 7, tương đương với tốc độ gió 56 km/h. Dự báo là mưa dông cùng với gió giật, sấm sét vẫn có khả năng cao xảy ra trong chiều mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi sau ngày nắng, trên nền nhiệt cao 32 độ, ở những nơi đô thị, nhiều bề mặt bê tông, đường nhựa như thành phố Hồ Chí Minh thì mây dông thường phát triển mạnh. Hiện tượng gió giật diễn ra rất nhanh, trung bình chỉ từ 5 đến 30 phút nhưng gây nhiều thiệt hại. Với gió giật cấp 5 và cấp 6, quý vị sẽ khó mà di chuyển ngược chiều gió. Nếu gió tăng tốc đột ngột và mạnh lên tới cấp 7, cấp 8 thì cây cối có thể bị quật đảo theo nhiều hướng và gãy đổ. Mái tôn, biển hiệu sẽ bị thổi tung, đe dọa đến tính mạng. Vì thế, khi thấy mây đen kéo đến, tốt hơn hết là quý vị nên trú tránh ở những nhà kiên cố. Còn về thời tiết thủ đô Hà Nội, không khí đang dịu dần sau buổi chiều nắng và oi nóng. Dự báo nhiệt độ đêm nay có thể hạ xuống, thấp nhất là 27 độ. Trời có gió đông nam thổi đều đặn là cấp 2. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.